Xin kính chào toàn thể quý vị, anh chị, các bạn quay trở lại với kênh Mua Bán Tàu Cũ Cảm Loan. Một chiếc xe đang được chào bán tại Sanong Auto số 1 Kinh Môn, là mẫu xe nhập khẩu anh chị nhé, khá đẹp luôn. Vâng, thì trước khi bước vào video chi tiết của chiếc xe, quý vị, anh chị, các bạn lần đầu theo dõi clip của em, nhớ đăng ký kênh nhé. Bật nút chuông thông báo màu đỏ bên phải màn hình và chia sẻ kênh giúp em để theo dõi những cái mẫu xe mới nhất đưa lên. Vâng, thì vào chi tiết chiếc xe em đang giới thiệu cho anh chị. Là mẫu xe chưa tới 300 triệu, là anh chị các bạn đã có thể sở hữu được một chiếc xe ô tô về sử dụng đi gia đình rồi. Và đặc biệt là chiếc xe này đó là trang bị hộp số tự động 3.0. Thì mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe thì cũng hơi mắc một chút anh chị nhé. Hơi mắc một chút nhưng mà đổi lại thì với cái tính năng của chiếc xe này thực sự nó rất là đáng mua luôn. Với cái mức tiêu hao nhiên liệu chiếc xe dao động tầm 12-13 lít trên 100 km đường trường. Mức tiêu hao nhiên liệu của nó hơi tốn nhưng đổi lại chúng ta đi đường trường đường xa rất là nhẹ anh chị nhé. Rất là nhẹ và khỏe xe luôn. Vâng, đây là mẫu xe Buick anh chị nhé. Sản xuất năm 2007 và lăn bánh lần đầu năm 2010 về Việt Nam. Ở chiếc xe nhập khẩu của Đài Loan đang chào bán với cái mức giá là 268 triệu. Đó, và có bao gồm phí rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc. Nếu chị bạn có nhu cầu có thể đến xem xe trực tiếp tại salon nhé. Và Zalo trực tiếp cho em Loan qua số điện thoại 0376658009 để sở hữu chiếc xe này. Chiếc xe thì mang tên tư nhân anh chị nhé. Mang tên tư nhân và khoác cho mình cái tông màu xám, cái tông màu ghi xám. Với tất cả hệ thống cụm đèn của xe là hoàn toàn là nguyên bản. Đấy, hoàn toàn nguyên bản nhá. Và cũ ố theo thời gian. Và tất cả hệ thống lưới tản nhiệt của xe này nhìn rất là sắc nét luôn. Thì chiếc xe này thì anh chị bạn yên tâm là về cái chất lượng của xe sẽ đảm bảo, cũng như là về cái chế độ bảo hành xe không nổi, không va chạm đâm đụng gì. Còn về cái tất cả hệ thống lốp sơn của xe thì anh chị biết rồi, những cái dòng xe cũ đời sau thì chiếc xe này 2007 anh chị nhá, thì chắc chắn sẽ không còn là cái sơn zin nữa. Người ta sẽ sơn lại hoàn toàn anh chị nhá. Anh chị các bạn có thể dẫn đội thuyền qua kiểm tra chi tiết thoải mái luôn để có thể sở hữu chiếc xe về cho riêng mình. Những cái chiếc xe đời sau như này là sơn lại là rất bình thường. Có những chiếc xe đời cao mà cũng sơn lại là khá nhiều. Quan trọng là chiếc xe không có đâm đụng gì, chứ còn xước sát thì người ta sơn lại nó rất bình thường luôn anh chị nhá. Với cái hệ thống lốp nát của chiếc xe này rất dày luôn. Đấy, bốn lốp dày như nhau. Hệ thống cua lốp không có hiện tượng han hụt mọt gì. Tích hợp xi nhan báo rẽ và nhập khẩu nguyên chiếc của Đài Loan nhá. Đây, ghế chỉnh điện hai bên. Đó, xe phải nói rất đẹp luôn, không nổi, đầy đủ cửa sổ trời. Hoàn toàn sẵn sử dụng thôi. Thực sự là để kiếm được một chiếc xe nhập khẩu đẹp với cái tầm giá dưới 300 cũng rất là khó lựa chọn anh chị nhá. Nhưng mà đây là một chiếc xe thực sự là phải nói là bên em cam kết cho chị luôn. Anh chị này, đó, rèm cho em lắng đầy đủ nhá. Đấy, kính đã được dán phím cách nhiệt hết rồi. Đây, hệ thống ghế massage nhá. Không phải chiếc xe nào nó có hệ thống này đâu. Có những chiếc xe Mercedes BMW nó cũng không có hệ thống massage như này đâu anh chị nhá. Đó, có những chiếc xe này là không có, nếu là bản thiếu là không có. Đấy, chiếc xe Buick đã tích hợp đầy đủ các hệ thống massage rồi. Đấy, chị bạn đi đường dài mỏi mệt mỏi có thể massage cái hệ thống ghế sau rất là dễ chịu luôn. Đó, Buick 2007. Một cái tông màu xám rất đẹp luôn. Gầm bệ thì khỏi chê luôn anh chị nhá. Không han mục mọt gì. Xe thì có nguồn gốc rõ ràng. À, anh chị các bạn nếu lần đầu theo dõi cũng như là lần đầu mua xe mà không yên tâm có thể dẫn thợ thuyền qua check test thoải mái cho để có thể yên tâm để mua được chiếc xe này. Đó, xe khá đẹp luôn. Không nỗi nhỏ nhá, em sẽ giới thiệu cho anh chị các bạn cái hệ thống khoang máy. Nếu anh chị quan tâm đến chiếc xe và có nhu cầu chốt ấy, thì có thể Zalo trực tiếp cho em. Em sẽ gọi video cho em nhé. Gọi video cho em sẽ quay chi tiết cho anh chị các bạn để có thể cảm nhận rõ hơn. Đây, tất cả hệ thống khung rằng sắt xi của xe là hoàn toàn là nguyên zin hết. Máy hoàn toàn là chưa hạ anh chị nhé. Máy hoàn toàn chưa hạ luôn. Đấy, phải nói là một chiếc xe tại sao là bên em nhiều con có thể tả là hàng thuốc chuột. Tại vì thực ra là nó là hàng rất đẹp luôn. Có những chiếc xe rất đẹp. Đó, rất đẹp luôn. Đấy, chiếc xe này cũng vậy. Chưa tới 300 triệu. Nếu mua những cái hàng sưu tầm, thực sự là mua những cái dòng này thì thường thường là quý khách hàng là sử dụng dòng này là thường thường là sưu tầm thôi, hoặc là gọi là đam mê những cái dòng chấm lớn. Thì đây là một chiếc phải nói là đáng để sưu tầm luôn. Nó rất đẹp nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Mẫu xe Buick 2007 đang chào bán với cái mức giá là 268 triệu bao hồ sơ vận chuyển. Nếu chị các bạn có nhu cầu có thể Zalo trực tiếp cho em. Em sẽ bớt đồng đá cho anh chị một chút nữa để có thể sở hữu chiếc xe này nhá.